Dạ vâng, trước hết thì Lê Ngọc thấy là qua cái lời tuyên bố của ông Mark Esper, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, thì thưa quý vị, Ngũ Giác Đài họ sẽ rà soát lại cái quy trình thẩm tra quân nhân của nước ngoài mà tới Mỹ huấn luyện sau vụ cái tên binh sĩ Ả Rập Saudi này đã nổ súng tại căn cứ Pensacola. Vì ông Mark Esper cho rằng là mặc dù yêu cầu xem xét lại cái thủ tục thẩm tra lý lịch, nhưng mà vẫn phải bảo vệ những cái chương trình đào tạo binh sĩ nước ngoài tại Mỹ, vì đây là một cái chương trình rất là quan trọng với lại an ninh của quốc gia. Và xuyên qua cái sự việc này, thưa với luật sư Duyên, thì có một cái tin cho rằng là có một cái cuộc hội đàm, mà cuộc hội đàm này sẽ xảy ra ở tại nước Pháp, mà họ gọi là Bộ Tứ Normandy. Trong đó có nước nào? Có Đức, có Pháp, có Nga, có Ukraine. Và đặc biệt là những tin tức lại cho thấy là cái cuộc họp giữa ông Putin và Zelensky sẽ là một cái cuộc họp mà không cần có thời gian. Thì không biết nội dung cái cuộc họp này họ nói về những chuyện gì, nhưng riêng ông Putin với Zelensky là không có giới hạn thời gian cho cuộc họp này. Và bên cạnh đó thì nước Mỹ cũng xác nhận là Ngoại trưởng Nga sắp sang để mà thăm nước Mỹ. Qua lời lên tiếng của Ngoại trưởng Mike Pompeo, ông cho biết là ông sẽ đón tiếp Ngoại trưởng của nước Nga, đó là ông Sergei Lavrov, cũng ngay tại thủ đô Washington trong ngày 10 tháng 12. Thì nội dung cuộc họp là sẽ thảo luận về một loạt những vấn đề trong khu vực và cái quan hệ song phương giữa hai nước. Và đây là lần đầu tiên mà ông Sergei Lavrov tới thăm thủ đô Washington kể từ sau cái cuộc gặp mà gây ra một cái sự tranh cãi giữa ông và Tổng thống Donald Trump trước đây vào hồi tháng 5 của năm 2017. Thì lúc đó, thưa quý thính giả, Tổng thống Donald Trump, khi đó ông đã bị tình nghi là tiết lộ thông tin tình báo với ông Sergei Lavrov và cựu đại sứ Nga tại Mỹ, đó là ông Sergei Kislyak. Và tuy nhiên thì cái cáo buộc sau đó chúng ta cũng thấy là cũng đã bị xóa bỏ. Và với những cái sự kiện này và với cái tiến trình luận tội Tổng thống Donald Trump trong tuần này, và cũng có những cái liên quan trở lại với những cái kết quả điều tra của cựu công tố viên đặc biệt ông Robert Mueller, luật sư Duyên có cái nhận định như thế nào về cái cuộc gặp của Bộ Tứ ở tại Paris cũng trong ngày hôm nay, và Ngoại trưởng Mike Pompeo sẽ gặp ông Sergei Lavrov ngay tại thủ đô Washington, thưa luật sư Duyên? Trình bày từng cái phân tích một rồi mời thính giả của NVR nhận định. Thứ nhất đó là cái tin mà Lệ Ngọc chia sẻ đó gồm có Đức, Pháp, Nga và Ukraine. Như vậy thì cái vai trò của Mỹ ở đâu? Nó cho thấy rằng là cái vai trò của Mỹ không có quan trọng nữa. Thành ra bây giờ những cái điều gì xảy ra ở Âu Châu là mình thấy là Đức với Pháp họ step up và họ take over, tức là Mỹ mình cái ảnh hưởng của Mỹ ở Âu Châu coi như là bị coi nhẹ rồi đó. Người ta không muốn Mỹ ngồi vào nữa, là tại vì nếu mà họp mà có Mỹ đó thì coi như cái sự mà nhượng bộ Nga nó rõ ràng lắm mà. Cho nên để mà đối trọng lại với Nga đó thì bây giờ là Đức với Pháp. Còn nước Anh thì ngay bây giờ họ đang bị cái chuyện mà Brexit, có nghĩa là Anh muốn tách ra khỏi châu Âu. Rồi những cái cuộc bầu cử hôm nay là thứ hai thì bên chỉ còn chưa đầy 24 tiếng đồng hồ nữa đó, thì ở bên Anh ngày thứ ba là ngày mai ở bên Anh đó là có một cái cuộc bầu cử thủ tướng của họ mà. Cho nên mình cũng chưa biết là ai thắng cử nữa. Cho nên qua những cái hỗn loạn như vậy thì bây giờ bên phía châu Âu thì gần như là Đức với Pháp, Ukraine và Nga cũng là hai nước châu Âu mà. Cho nên Ukraine bây giờ mà họp đó thì họ không có còn trông cậy được. Bởi vì với cái sự mà hỗn loạn về chính trị của Mỹ và ngay bây giờ là Donald Trump đứng về phía Nga, cái phe của Donald Trump trong đó có Giuliani, rồi có nguyên cái bộ sậu mà The Amigos này nọ, đó là toàn gì đứng về phía Nga hết rồi. Thành ra gần như là Ukraine nếu mà họ đi họp với Nga đó thì họ trông cậy vào cái sự yểm trợ của Đức với Pháp, chứ họ không có dựa vào Mỹ nữa.
ngay bây giờ cái đó nó càng lúc nó càng rõ nét. Thì nó cái phiên họp bộ tứ ở bên đó mình cũng không biết là cái nghị trình của họ là cái gì, nhưng mà với cái sự có mặt Ukraine không phải là một cái cường quốc ở trong NATO, không phải là một cái nước mạnh về 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 cái lực lượng quân sự ở NATO, mà ngồi xuống họp như vậy thì cái vấn đề mà họp đó rõ ràng là Đức và Pháp muốn làm việc với Nga và Ukraine để mà giải quyết cái vấn đề tranh chấp biên giới, rồi coi xem là có thể đạt được một cái đồng thuận nào để Nga ngưng cái cuộc xâm lăng Ukraine hay không. Thì cái chuyện đó chắc chắn cái nghị trình nó phải nằm ở trong như vậy thôi, mình dùng cái common sense là mình biết rồi. Vậy thì đó là cái phiên họp ở bên của bốn nước Đức, Pháp, Nga với Ukraine. Rồi còn một cái phiên họp thứ hai nữa mà ở cấp tổng thống đó, là một tổng thống Nga là Putin, tổng thống Ukraine là Zelensky. Quý thính giả thấy là ngày xưa đó, trước khi mà Donald Trump mà lên mà cầm quyền đó, thì các tổng thống của Ukraine họ rất là trông cậy vô cái sự ủng hộ, mà sự ủng hộ của Mỹ mà dành cho Ukraine đó, đó là sự ủng hộ lưỡng đảng, dân chủ với cộng hòa gì cũng ủng hộ chung hết đó. Mà cho tới giờ phút này cả lưỡng đảng cộng hòa, dân chủ và cộng hòa đều gọi là dân chủ và cộng hòa đó đều biết rằng là cái sự an toàn của Ukraine đó, nó gắn liền với cái an ninh của Hoa Kỳ, mà nó cũng giống như là Việt Nam với Tàu vậy đó. Mỹ luôn luôn muốn là Việt Nam phải đứng vững trước Tàu, thì Mỹ cũng muốn Ukraine đứng vững trước Nga. Đó là cái thành trì của họ, mà thành trì của Ukraine và đồng thời là cũng an ninh của Hoa Kỳ nữa. Cho nên lưỡng đảng của Hoa Kỳ sẵn sàng là chấp thuận cái số tiền 300-400 triệu đó để mà ủng hộ cho Ukraine. Thì quý khán giả hiểu rằng là cái an ninh của Ukraine rất là quan trọng. Thì lẽ ra Putin mà hợp với Zelensky đó, nếu mà là một ông tổng thống Mỹ mà không phải tên Trump đó, thì chắc chắn rằng là cái cuộc họp này dù ít dù nhiều là bên phía Mỹ cũng đưa ra ủng hộ, đưa ra cái tiếng nói để mà thứ nhất họp với Zelensky trước, rồi ủng hộ Ukraine như thế nào. Đằng này tổng thống mình cách đây vài tuần thôi, cách đây không phải là vài tuần, cách đây trước cái vụ mà điều tra luận tội này nè, mà thì là tổng thống nói là cái chuyện mà Zelensky đó thì phải lo mà họp với Putin, chứ cái đó là cái chuyện mà giữa hai nước với nhau, chứ còn Mỹ không có đứng về phía nào nữa. Làm sao dám đứng về phía nào khi mà mình cứ mỗi một lần mà nhìn cái bức hình mà thấy là Putin, nhìn trên TV mà thấy Putin mà trừng mắt cái là mình teo lại mẹ nó rồi, nói cái gì nữa. Thì đó là cái vấn đề mà thành ra cái cuộc họp giữa Putin với Zelensky, thì chúng ta biết chắc chắn một điều, đó là những cái áp đặt của Nga trên Ukraine sẽ vô cùng nặng nề. Mà bây giờ cái đó là một cái mà mình không hiểu rằng là cái nghị trình của hai phía như thế nào. Quý thính giả cứ tưởng tượng cái phiên họp giữa Tập Cận Bình với Nguyễn Phú Trọng nhà mình, hay là Tập Cận Bình với Nguyễn Xuân Phúc đó, thì quý vị sẽ hiểu rằng là cái thế như thế. Nhưng mà ít ra đó là Zelensky là người ta còn dám vì cái quyền lợi của Ukraine, người ta ngồi xuống người ta nói chuyện. Thành ra tôi cái so sánh của tôi mà tôi nói là Tập Cận Bình mà với Nguyễn Phú Trọng, hay là Tập Cận Bình với Nguyễn Xuân Phúc, thì nó mình so sánh như vậy nó cũng không có chính xác lắm. Nhưng mà cái thế là cái thế như thế. Cái thế là Putin sẽ uy hiếp Zelensky, mà trong cái sự uy hiếp đó, đó là nước Mỹ chả có làm cái quái gì để giúp hết đó. Mà bây giờ ngay cả trong lúc mà chúng ta đang nói chuyện là impeachment, là truy tố đầy dẫy ở Mỹ về cái hành động sai trái của Donald Trump đi nữa đó, thì Giuliani là ông người bạn và luật sư riêng của tổng thống lại tiếp tục làm những cái chuyện kỳ dị là đi qua tới Ukraine để mà tìm ra cái những cái manh mối để mà làm khó Ukraine nữa. Thì quý thính giả thấy chúng ta đang chứng kiến một cái chính sách ngoại giao mà nó vừa hỗn loạn, mà nó vừa bầy nhầy, mà nó vừa lầy lụa, mà nó hề nữa đó, là chúng ta đang chứng kiến cái chuyện đó. Rồi trong cái bối cảnh mà Đức, Pháp, Nga, Ukraine, rồi một bên là Putin với Zelensky, là hai phiên họp đó, nó lại xảy ra một cái phiên họp sắp kế tiếp nữa, đó là Pompeo sẽ sắp sửa họp với lại cái ông Sergei Lavrov, là ông ngoại trưởng của Nga.
quý thính giả nhớ lại cái hình ảnh mà của tháng 5 năm 2017 khi mà Donald Trump, cái bức hình nó nhìn ra ba cái người đứng đó là mình thấy liền à. Cả mình thấy ba cái nụ cười, mà nụ cười của Donald Trump mà được capture trong cái bức hình đó là một cái nụ cười nó có vẻ giống như là tân, nó là mình Việt Nam mình gọi là cười cầu tài đó, nụ cười mà cái miệng nó méo méo mà nó cầu tài ghê lắm, trong khi hai nụ cười của ông ngoại trưởng là ông Lavrov với lại ông đại sứ lúc đó là ông Kishniak đó là nụ cười rất là tự tin, rất là rạng rỡ. Một cái buồn cười kinh hoàng nữa đó là báo chí Mỹ không được vào tòa Bạch Ốc vào lúc đó, báo chí Mỹ bị cấm hẳn không được thu tin gì hết đó, trong khi báo chí Nga được vào để mà chụp hình quay phim rồi đem qua bên Nga để phổ biến cho thế giới. Có bao giờ nước Mỹ mình bị nhục tới mức độ đó không? Tổng tư lệnh tối cao quân đội là cầm cái gươm lệnh, một người gọi là lãnh đạo nhân trí dũng như thế mà lại xin lỗi đứng trước mà ông đại sứ của Nga thôi là cười cầu tài rồi, cười méo miệng rồi nói là còn tấn công nữa chứ, tấn công nói là tôi mới vừa đuổi cái James Comey đó là để tôi làm vui lòng quý ngài nữa đó, mời cùng Trump viết giùm tôi mấy cái bài vậy đi cho nó vui, nói lên đúng sự thật đi đó. Thì bây giờ sau tất cả những cái đợt mà hèn mạt mà hề như vậy đó, bây giờ lại xảy ra cái chuyện là Pompeo sắp sửa họp với lại ông Lavrov, họp để mà nói cái gì? Thưa quý thính giả, là ngay bây giờ Pompeo đang là một tội phạm, đang mình không biết giờ phút nào sẽ bị điều tra về cái chuyện mà quấy phá ở bên Ukraine. Bây giờ ông đại sứ Nga đi qua thì đại sứ Nga ngồi xuống mà mình biết rồi, dòm cái mặt Pompeo lại là một cái tay cười cầu tài nữa. Mỗi một lần mà Pompeo bây giờ mà xuất hiện trên TV, tôi nói từ trước tới bây giờ, tôi nói là chưa có bao giờ mà tôi nhìn thấy một cái gương mặt của một người ngoại trưởng Mỹ. Tôi nhớ là cái thời mà John Kerry hay là những cái người ngoại trưởng khác đó, cái mặt người ta là nó tỏ ra cái sự tự tin và cái uy mãnh đó. Thì Mike Pompeo là chuyên môn làm ngoại trưởng mà đi tới đâu là bị nhục mạ tới đó, ngay cả Bắc Hàn mà nó còn chửi là thằng cao bồi mất dạy, nó chửi như thế mà cứ Bắc Hàn mà có chửi đi thì Mike Pompeo cũng phải khen Bắc Hàn, là tại vì mà ông tổng thống của mình mà còn nói là Bắc Hàn là người tình nữa, Kim Jong Un là người tình nữa mà. Cho nên làm ngoại trưởng mà hèn như cái kiểu Pompeo, đi tới đâu cũng bị dập, mà đi tới đâu cái cũng méo mặt mà cầu tài đó, thì bây giờ họp với lại ông Lavrov họp cái gì đây? Thì chỉ có đây là cái nghị trình của phiên họp nè, mà hai ông họp riêng mà. Thì nếu mà tôi là Lavrov đó, thì tôi cũng sẽ nói với Pompeo đó, tôi nói là tôi biết là ông đang bị bầy nhầy cái đám in deep shit rồi. Ok, thành ra đây là những điều mà chúng tôi muốn. Và ông nên nhớ là chúng tôi có insurance. Bên phía bên Putin với chúng tôi có insurance. Thì vậy thì bây giờ những cái bất đồng của chúng ta đó ở Ukraine đó, thì ông liệu đây là những điều ông cần làm ở Ukraine? Bên Ả Rập Saudi, đây là những điều ông cần làm bên Ả Rập Saudi. Có nghĩa là người ta dictate cái nghị trình. Bob Mike Pompeo đó chỉ ngồi đó để cho lấy vì thôi. Làm sao Mike Pompeo có thể nói gì được, trong khi mà tất cả những cái ý kiến của mình đưa lên cho Trump đó. Ngay cả cái chuyện mà Trump ra lệnh, nếu mà tôi mà là ngoại trưởng mà ngon lành, thì là khi mà Trump nói rằng là đi qua Ukraine quậy thối bên đó đi đó, mình đã nói giống như ông John Bolton rồi, no, cái này là cái drug deal, là cái này là buôn ma túy, cái này là tầm bậy tầm bạ, tôi không làm, không ấy thì tôi từ chức. Mike Pompeo có dám nói những cái điều đó không? Một cái tay mẹ con nhà giàu đi vô trường luật học rồi may mắn nhờ cái thế lực của gia đình đi lên những cái job ngon lành, nhưng mà tự cái bản thân, tự cái con người của mình không có đủ cái bản lãnh để mà làm những cái trò đó, cho nên mới trở nên một cái tay mà hề như vậy. Thành ra cái phiên họp giữa Lavrov với lại Pompeo ngay bây giờ, tôi guarantee với quý tín giả đó là thứ nhất, họ họp cái gì, họ nói cái gì đó, không bao giờ dám đưa ra công bố sự thực cho dân tộc Mỹ, cho dân chúng Mỹ hết đó. Còn ngoài ra, dùng common sense, tôi cũng biết là khi một cái tay mà nó đã hèn rồi đó, thì nó làm tổng thống nó cũng hèn, mà nó làm ngoại trưởng nó cũng hèn. Cái ánh sáng phải là cái ánh sáng từ bên trong, chứ không phải
cầm cái lồng đèn mà nói là mình sáng được. Những cái nhân, những cái nhân cách như là Donald Trump hay là Mike Pompeo đó là những cái con người mà tự họ không có bản lãnh, không có ánh sáng, mà họ chỉ nhờ những cái lồng đèn, cầm cái lồng đèn có cái nhãn hiệu tổng thống, cầm cái lồng đèn có cái nhãn hiệu là ngoại trưởng đó, thì họ lòe bịp thiên hạ thôi. Nhưng mà thưa quý vị, qua những cái hành động của quý vị ở bên Ukraine đó, cái lồng đèn của quý vị nó tắt mẹ nó rồi. Thành ra khi quý vị ngồi với những cái tay mà thật sự nó có bản lãnh đó, quý vị chả là quái gì hết trơn đó. Đó là cái nhìn của tôi trong cái phiên họp giữa Mike Pompeo với lại Lavrov sắp tới. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, thưa với lại quý vị, những cái tin tức đưa ra thì cũng thể hiện những gì mà luật sư Duyên vừa mới có một cái sự nhận định, là cái nội dung cuộc họp của hai nhà ngoại giao Mỹ Mike Pompeo và bên phía Nga ông Sergey Lavrov. Thì thưa với luật sư Duyên, cái vấn đề Syria, vấn đề Ukraine và ngay cả cái vấn đề tình hình của Iran và Bắc Hàn, đó là những cái mối quan tâm chính giữa Nga và Mỹ. Thì có một cái điều mà Lê Ngọc thấy, thưa luật sư Duyên, cái quan hệ giữa Nga và Mỹ vẫn tiếp tục vẫn căng thẳng trong nhiều năm qua, bất chấp một cái nỗ lực muốn xóa bỏ cái sự bất đồng này của Tổng thống Donald Trump với lại bên nước Nga. Thì thưa với luật sư Duyên, bên cạnh những cái chuyện mà cái quan hệ ngoại giao, rồi những cái nội dung của cuộc họp mà khi mà nhắc đến, luật sư Duyên cũng nhắc đến cái cuộc tình này có đầm ấm hay không, vẫn tiếp tục hay không giữa Tổng thống Donald Trump và Kim Jong-un. Thì trong những cái ngày cuối tuần, thưa quý vị, trong ngày thứ Bảy, khi mà Tổng thống Donald Trump, ông Twitter, ông lên tiếng, ông cảnh báo là Bắc Hàn không can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cho năm mới năm 2020, vì Kim Jong-un rất là thông minh và có nhiều thứ để mất. Tổng thống nói rằng là mọi thứ, nếu mà Kim Jong-un hành động theo một cách thù địch đối với lại nước Mỹ. Và Tổng thống còn nhắc lại là Kim Jong-un đã ký một cái thỏa thuận giải trừ hạt nhân ở ngay tại Singapore. Đó là những gì mà Tổng thống Donald Trump ông đã tweet trong ngày 8 tháng 12. Nếu mà quý vị thính giả nào theo dõi hàng ngày những cái Twitter của Tổng thống Donald Trump, thì chính ông đã nhắc đến cái cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên với lại Kim Jong-un ở tại Singapore vào tháng 6 của năm 2018. Nhưng mà ngay lập tức, thưa quý vị, bên phía Bắc Hàn họ đã đáp trả lại. Và theo lời của tuyên bố của Kim Jong-chol, thì ông này là phó chủ tịch bên đảng lao động của bên phía Bắc Hàn, và cũng là cựu phái viên của bên phía Bắc Hàn trong cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ. Thì ông này, ông đã lên tiếng và ông cho rằng là bên phía Bắc Hàn họ chẳng có gì để mà phải sợ, chẳng có gì để mà mất thêm nữa. Thì luật sư Duyên nghĩ như thế nào về những cái sự qua lại, lời qua tiếng lại giữa Tổng thống Donald Trump và bên phía Bắc Hàn? Hai cái tuyên bố. Một cái tuyên bố là ông đại sứ của Bắc Hàn đó, ông nói rõ, ông nói là dẹp cái chuyện mà nói đừng có nói tới cái chuyện mà giải trừ hạt nhân. Thì cái chuyện đó quý thính giả trên NVR, cả gia đình mình biết từ lâu rồi, mà mình nói đi nói lại, mình còn muốn thiếu điều muốn khắc ở trên đá luôn, đó là đừng bao giờ nói cái chuyện mà Bắc Hàn sẽ bỏ chương trình nguyên tử. Thành ra cái chuyện mà lặp đi lặp lại nghe thì ai lạ thì lạ, chứ tôi hoàn toàn tôi tin tưởng là 100% những người mà đã nghe chương trình NVR biết là cái này không có lạ gì hết đó, cái đó nó là rõ như thế rồi. Còn bên phía bên Tổng thống Trump thì là Kim Jong-un có nguy cơ mất hết mọi thứ. Nguy cơ gì? Cho tới giờ phút này, Bắc Hàn trong vòng mấy chục năm nay, nếu mà nói trên cái quan điểm mà quan hệ với Mỹ đó, có còn cái gì nữa để mà mất hay không? Thành ra một cái lời nói hai phía, lời nói của Bắc Hàn đó, thì nó rõ ràng nó có căn cơ, nó có cái thế đứng, trong khi mình nói cái chuyện giống như là con nít vậy đó. Trời, coi chừng nó mất hết bây giờ, là còn cái gì nữa mà mất, mà hù cái gì nữa bây giờ. Bốn năm chục năm nay là Bắc Hàn họ nói rằng là luôn luôn cứ sang sân, cũng chỉ tới đó là cùng thôi à.
Và trong lúc mà mình sang sinh đó, mà chúng ta biết rằng là Bắc Hàn là một cái chế độ mà họ nói là dân của họ ăn cỏ đi nữa đó, họ cũng không có bỏ cái chương trình nguyên tử, là bởi vì cái chế độ nó sống còn nhờ cái chuyện đó mà. Cho nên tổng thống có hăm dọa theo cái kiểu mà hăm dọa mà trong mấy cái chương trình truyền hình mà tổng thống làm đó, là đụng chút cái lời phù mỏ ra đó là you are fired đó. Thì tới chừng mà phù mỏ đó thì ngày mới mới hồi sáng này những cái lời của Kim Jong Un đó nói thẳng lại, mới vừa nói rằng rocket man thì Kim Jong Un lại dùng lại cái chữ cũ là daughter, rồi là old man, là một cái ông già mà ông unheeded, nghĩa là ông không còn biết gì nữa mà erratic, là toàn là nói chuyện tầm bậy, nói chuyện sai lầm không đó, mới chửi thẳng vô mặt đó. Vậy thì giữa hai cái lời nói đó, mình không có cần nói đâu. Một là thính giả của mình, và nhất là mình cứ tưởng tượng mình là một ông ngoại trưởng của Canada, của Pháp, của Đức, cả thế giới này bây giờ mà nghe Trump phun ra đó, còn ai tin nữa không? Mà người ta cũng biết chắc chắn rằng là giữa hai cái lời, một cái lời của Bắc Hàn thì Bắc Hàn là cái lời có thiệt, còn lời của Trump đó thì nó cũng hề như là bất kỳ những cái lời hề nào trong vòng mấy chục năm, trong vòng mấy năm qua đó. Thành ra tôi còn nhớ mà cái hồi năm nói hồi nãy nói rằng là gì đó, Donald Trump nói rằng là đã có cái thỏa thuận với lại Kim Jong Un ở Singapore. Thỏa thuận nào? Nghĩa là cái chuyện nó rõ rệt như ban ngày đó, là năm, tôi còn nhớ cái đó là ngày 12 tháng 6 của năm 2018 đó, là sau khi phiên họp xong đó thì là Donald Trump nói là đạt được, là phi thường, chưa có được cái tổng thống Mỹ nào mà có thể đạt được hết trơn á. Thì tới chừng đưa ra cái văn bản nó chung chung như vậy, cái là toàn là nói chuyện trên trời dưới đất, không có một cái điều khoản nào, thì cái đó gọi là cái thỏa thuận đó hay sao? Và tôi còn nhớ rõ nữa mà, lúc đó tôi xem mấy cái clip của Việt Nam, nó thỉnh thoảng thoáng qua xem, nó thấy có những cái ông mà ngồi trẹo trạo, rồi có ông thì đeo mắt kiến bự tổ mẹ, nói những cái câu giống như là mình rành cái tình hình trên thế giới, nói rằng là báo chí đúng là fake news, không có chịu cover, không có cover những cái thành tựu của tổng thống Mỹ. Tôi còn nhớ lúc đó tôi lên trên những cái chương trình của tôi mỉa mai đó, tôi nói mà khi mà mình cuồng rồi đó, không có mẹ gì hết đó, mình cũng nói rằng là có nữa, thì ngay bây giờ đó mình lập ra, mình bây giờ tổng thống Trump nói rằng là đã ký cái thỏa ước. Nếu mà tôi mà là Kim Jong Un thì tôi nhìn thẳng vô mặt Donald Trump, tôi nói là thỏa ước gì, mở ra coi. Quý thính giả cứ tưởng tượng như giống như là mình là cái người thường thôi, mình nội mà mình ký những cái hợp đồng làm ăn mà ký cái giọng này thì gọi là thỏa ước gì. Nó là tôi rất thích món hàng của ông, mà chừng nào mà hễ mà tôi có tiền, mà đồng thời nếu mà tôi thích thì tôi sẽ mua món hàng của ông đó, rồi ký một cái rẹt vô. Quý thính giả có coi cái đó là cái thỏa ước không? Cái thỏa ước, cái hợp đồng mà không có một cái chi tiết gì hết á, không có nói là chừng nào mua bao nhiêu món mặt hàng, rồi mua bao nhiêu tiền, tất cả những cái yếu tố chi tiết đều không có, chỉ có quầy tiền nữa. Tôi cũng thích món hàng của ông lắm, mà chừng nào tôi thích thì tôi mua, mà tôi có tiền nhiều thì tôi mua nhiều, mà tôi không có tiền thì tôi không mua. Ký một cái rẹt vô, Donald Trump ký xong cái nói rằng là vậy là mình có cái hợp đồng rồi đó. Đó, cái đầu óc mà thông minh, mà gọi là nhân trí dũng tới mức độ đó, coi cái đó là cái thỏa ước. Còn bây giờ thành ra nghe nói rằng là trời ơi, thì thỏa ước thì Kim Jong Un chỉ cười thôi, và thính giả của NVR cũng chỉ cười thôi, thỏa ước gì nữa, không có cái quái gì để mà nói chuyện đó. Cho nên hăm dọa nó là nếu mà tiếp tục bắn hỏa tiễn đó thì là sẽ mất nhiều hơn. Thì Kim Jong Un sẽ nói là yes, ông nói đúng hả, tôi bắn cái quả tiễn nào lên là tôi mất cái quả tiễn đó, tại nó nổ rồi, tôi không có, nó một nổ rồi là kể như mất, mà thành ra tôi kể tôi sẽ mất thêm bằng cách là tôi sẽ bắn thêm vài cái quả tiễn nữa vô để coi có ông trả lời như thế nào. Rồi nãy giống như là Lệ Ngọc cũng có nói rằng là cái quan hệ giữa Nga với Mỹ mà đang căng thẳng đó, thì anh đồng ý cái đó là cái giữa hai quốc gia đó. Thì mình nghe là những cái lời của FBI, mình nghe của lời những cái tình báo, và đồng thời mình thấy cái hành động của quốc hội đó, thì mình biết là nước Mỹ bao giờ cũng
canh chừng nước Nga, không có để cho nước Nga gọi là lộng quyền mà. Cho nên chính vì như vậy mà người ta nhìn thấy cái góc cạnh đó là cái góc cạnh căng thẳng giữa Nga với Mỹ. Nhưng mà từ cái góc cạnh mà giữa Putin với Trump đó, chúng ta nên nhớ là Trump bây giờ không phải là Mỹ nữa, Trump là Trump mà. Mà nếu mà dựa theo cái quan hệ giữa Putin với Trump đó, thì mình không thấy cái sự căng thẳng đó. Yes, từ Putin mà nhìn cái ánh mắt vô mặt của Trump đó, thì nhìn rất là căng thẳng, rất là quyết liệt, rất là áp đặt. Còn về phía Mỹ mình nó rất là xìu. Nếu mình không phải phía Mỹ, xin lỗi, về phía Trump của mình thì rất là xìu. Trump mà nhìn thấy cái ánh mắt của Putin đó thì rung như rung thần tử thấy long nhang, mà rung như rung hơi thở chạm tơ vàng đó. Đó là cái hèn mạt của Donald Trump khi mà đụng với lại Vladimir Putin là như thế thôi. Cho nên nhìn qua bây giờ Âu Châu là như vậy, người ta họp là Mỹ đi chỗ khác, chỉ có Nga, Ukraine với lại Đức với lại Pháp thôi. Nga có còn coi Mỹ là cái quái gì nữa đâu mà phải họp với Mỹ. Rồi hai ông đại sứ họp với nhau, rồi bây giờ chuyển qua Bắc Hàn, nó cũng như thế thôi. Cho nên đấy, đó là cái vai trò của nước Mỹ dưới cái thời Trump là như vậy. Mời quý cuồng Trump viết bài đi, đặng khi mà tôi đọc cái hàng chữ đầu tiên tôi click off mẹ nó đi. Chẳng hạn như nói rằng là những câu là nhân trí dũng với lại trời ơi bây giờ là mưu lược này nọ, tổng thống Trump mưu lược hay là Durham tung chiêu. Mỗi lần tôi thấy mấy cái bài của mấy cái tay khùng khùng điên điên đó, tôi đọc cái đề là tôi cười sặc lên, là tôi cũng click off hết trơn rồi. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, như vậy thì thưa với luật sư Duyên, cái tuyên bố bên phía nào lời qua tiếng lại, bên phía nào là có trọng lượng hơn, thưa với lại luật sư Duyên? Thì đã nói rồi đó. Một bên, mình thường thường ta nói là 8 lạng nửa cân, còn mà trong khi đó là bên kia mình thấy là Kim Jong Un bỏ một cái cục chì nó nặng như ngàn cân ở một bên, nhưng mà tổng thống mình tại vì nhân trí dũng mà, cứ là tổng thống đâu có cần phải bỏ trọng lượng gì đâu, thành là cái lời tổng thống nó nhẹ như cái lông hồng vậy đó, bỏ lên bên đây, bên bàn cân một bên là ngàn cân, một bên là cái sợi lông hồng đó, mình thấy là mình biết là bên đâu nặng nhẹ rồi. Tôi cũng chờ những cái bài viết đó để mà người ta khen mà. Tôi nói tổng thống mình nhân trí dũng kinh hoàng lắm, bỏ có một sợi lông nhẹ nhẹ vậy thôi chứ cũng cân bằng đối trọng được với lại Kim Jong Un. Đó là cái câu trả lời của tôi. Tôi mời lắm, bây giờ tôi rất là thích mỗi một lần mà tôi nói là có những cái ngày mà mình buồn, mình không biết cái gì đó, ngay cả ly rượu mà uống mà cũng không có vui nữa đó. Tự nhiên đọc cái đề tựa của cuồng Trump viết cái tự nhiên mình cười lên sặc sặc đó, đôi khi nó cũng có một cái yếu tố tốt cho cái sức khỏe của mình mà. Thật ra tôi cũng mong chờ lắm. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, ngoài vấn đề Bắc Hàn thì trong những ngày cuối tuần qua cái lời tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Mark Esper, thì ông có nói rằng là ông đang có một cái kế hoạch chuyển mục tiêu đối phó của quân đội Mỹ vào nước Nga và Trung Quốc, dù rằng hiện nay đang có những cái sự căng thẳng ở ngay tại Trung Đông. Và ông Esper đã đưa ra những cái mục tiêu chiến lược, thưa với luật sư Duyên, trong đó Lê Ngọc thấy nào là ông nói đến những cái ưu tiên trong bài diễn văn đọc ngay tại diễn đàn quốc phòng Reagan. Đây là một cái cuộc họp thường niên giữa những giới chức chính phủ, những công ty về kỹ nghệ quốc phòng và quân đội của Mỹ. Thì với cái mục tiêu mà đối phó với quân đội của Nga và Trung Quốc đối với hai nước này, thì luật sư Duyên nghĩ cái chính sách của nước Mỹ, cái sự thay đổi nó có phải là một cái sự thay đổi mới lạ hay không? Thực sự ra cái hướng nhìn của những cái cường quốc ở trên thế giới đó, có thể họ không có đổi hướng đâu, nhưng mà họ sẽ thay đổi cái cường độ. Chúng ta biết rằng là sau cái năm 1989, bây giờ mình, tại vì Lê Ngọc đang nói là ông Bộ trưởng Quốc phòng, ông Mark Esper đó, ông nói rằng là hiện giờ mấu chốt là mục tiêu đối phó chính của Mỹ đó là Nga và Trung Quốc. Cái chuyện đó là cái chuyện ngàn đời, bao giờ cũng vậy hết đó. Là từ cái lúc mà sau cái thế chiến thứ hai đó, thì một bên là tư bản, đứng đầu là Mỹ, và dĩ nhiên đồng minh của mình là Âu Châu. Còn cái phía mà độc tài, cái phía mà chủ trương độc tài mà có cái khuynh hướng cộng sản đó là Nga với Trung Quốc. Bây giờ Nga không có còn cái nhãn hiệu cộng sản nữa,
nhưng mà Nga vẫn là một cái nước độc tài chủ trương theo cái hướng đó. Trung Quốc thì có cái nhãn hiệu cộng sản nhưng mà thật sự nó cũng là tư bản hết rồi. Nhưng mà cái thế lực mà phản dân chủ, thế lực mà độc tài đó vẫn được biểu tượng là Nga và Trung Quốc là cái thế lực đó. Cho nên Mỹ là cái thế mình là cái hướng mà khai phóng, cái hướng tự do mà. Cho nên cái mục tiêu đối phó chính của Mỹ từ hồi xưa tới bây giờ vẫn là Nga và Trung Quốc. Chỉ có bây giờ là cái cường độ nó tăng lên thôi. Cái hướng không thay đổi mà cái cường độ bây giờ nó tăng lên. Chúng ta nhìn thấy, thứ nhất là mình nhìn về phía Nga đó. Những từ những cái báo cáo của tình báo của mình, từ là FBI nè, CIA nè, NSA nè, an ninh ủy ban an ninh quốc gia nè, rồi cái từ của ông Robert Mueller nè, rồi tất cả những cái chuyện mà điều tra hổm rày, tất cả về phía đó, đó nó đều chỉ vào một cái chuyện, đó là Nga từ cái chuyện xảy ra bên Ukraine nó lộ ra là, rồi những cái chuyện mà tấn công mạng của mình đó, thành ra những cái lời của ông Mueller đó, ông dùng cái chữ là cyber warfare đó, là chiến tranh về thông tin, chiến tranh mạng đó, rồi những cái vấn đề mà lũng đoạn chính trị, cái nỗ lực của Nga lũng đoạn vào chính trị của Mỹ, lũng đoạn vào bầu cử Mỹ vân vân, thì và nhất là những cái chuyện mà Nga gọi là trân tráo gửi gián điệp đi qua các nước khác như qua Đức, qua Anh để mà giết người đó, giết người trên cái mảnh đất mà người ta có chủ quyền đàng hoàng mà mình vẫn đưa những cái tay ám sát qua để mà giết người đó, thì cái đó là cái nó làm cho cái chuyện nước Mỹ bây giờ thấy là nhìn thấy mình đang đối đầu với một nước Nga từ hồi đó giờ vẫn là mục tiêu của mình, nhưng mà mục tiêu cái cường độ đối phó đó bây giờ nó phải dứt khoát hơn, là tại vì cái aggression, cái hiếu chiến, cái sự mà cuồng chiến đó, bây giờ là Nga coi là Putin coi Trump trả ra cái gì đó, khi họ tăng cường cái cường độ lên thì chúng ta phải tăng cường cái sự chống đối. Cái đó là phía Nga. Bây giờ mình nhìn cái phía Trung Quốc, những cái báo cáo gần đây đó, ngoài cái chuyện Biển Đông trong vòng mấy năm nay rồi, Mỹ bây giờ phải đương đầu, Mỹ phải cho tàu đi dọc hết Biển Đông rồi. Những cái báo cáo gần nhất cho thấy là nước Úc chẳng hạn, là bây giờ bị Mỹ bị Nga, bị Trung Quốc đó, Trung Quốc xâm lấn vào cái nội tình của nước Úc. Bây giờ họ bắt đầu họ bỏ tiền ra, họ cài người để mà họ ảnh hưởng cái chính trị của Úc nữa. Rồi những cái hòn đảo nhỏ nhỏ ở bên Thái Bình Dương đó, bây giờ là Trung Quốc họ bắt đầu họ mua đứt hết để mà họ có những cái căn cứ quân sự. Thành ra đương nhiên cái mục tiêu đối phó chính của Mỹ đó là Nga với Trung Quốc. Và khi mình nói như vậy có nghĩa là mình nói trên cái quan điểm của nước Mỹ. Còn cái quan điểm của Trump đó, thì tôi không muốn nói tới nữa, tại vì nó rõ quá rồi. Vậy thì yes, every American, tất cả mọi người Mỹ lắng nghe những cái lời của những cái từ bao nhiêu, từ những cái gì cộng đồng tình báo, rồi bây giờ tới bộ quốc phòng, và tới tất cả những cái người mà làm nghĩa là quan tâm tới chính trị đều biết rằng là Nga và Trung Quốc là những cái đối đầu trực tiếp của Mỹ. Trong khi đó Donald Trump mà ngồi xuống đó, quý tín giả nên nhớ là cái quyền lợi của Donald Trump và của gia đình đó, nó trên quyền lợi của nước Mỹ mà. Đối với Nga thì mình biết rồi, còn đối với Trung Quốc đó, nội cái chuyện mà im lìm trong cái vụ Hồng Kông, không lên tiếng gì trong cái vụ Taiwan, mình hiểu là ngay cả đối với Trung Quốc nữa, khi mà đụng tới cái gia đình của Trump đó, thì là cái nước Mỹ, cái tổ quốc Mỹ này chả có ra gì hết đó. Thành ra mình nghe từ những cái ủy ban tình báo, mình nghe từ bộ quốc phòng đó, để mà mình hiểu rằng là nước Mỹ đang chiến đấu với kẻ thù mà mình không, mà cái ông tổng tư lệnh tối cao của quân đội của chúng ta đó lại là một cái tay bán nước,
tôi lặp đi lặp lại tôi nói rằng là chúng ta có một Ngô Tam Quế ở trong cái tòa Bạch Ốc cũng chỉ vì cái lý do đó. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, Hồng Kông, cái từ mà luật sư Duyên vừa mới nói đến thì trong ngày chủ nhật tiếp tục, thưa với luật sư Duyên, rất là đông đảo người dân Hồng Kông, họ mặc đồ đen, họ tiếp tục họ xuống đường, họ biểu tình trong ngày chủ nhật. Cái con số mà tổ chức Civil Human Rights Front họ nói đến là 800.000 người tham dự, trong khi cảnh sát Hồng Kông thì nói con số này là khoảng 183.000 người. Nhưng mà thôi, bây giờ chúng ta bỏ qua những cái con số đi, nhưng mà hình ảnh mà Lê Ngọc cũng đã gửi đến cho quý vị, rất là đông đảo người dân họ chật đường luôn, thưa quý vị, ở những cái tuyến đường chính của thành phố Hồng Kông. Thì những cái tiếng họ hô lớn lên khi mà họ biểu tình, họ nói là chiến đấu cho tự do, hãy đứng cùng với Hồng Kông, đã vang dội khắp những cái nẻo đường của thành phố Hồng Kông. Và họ nói đến là đủ mọi thành phần, những người già, những người trẻ và ngay cả có những em bé. Nhưng mà đặc biệt những cái tấm bảng mà họ dơ lên, cái điều mà họ cho người ta thấy đó là ước mơ của những người dân Hồng Kông cho năm mới năm 2020, đó là quyền bầu cử phổ thông. Nhắc tới cái sự đòi hỏi của những người tranh đấu, những người biểu tình là người dân Hồng Kông phải được trực tiếp bầu lên cái người lãnh đạo cho Hồng Kông. Thì thưa với luật sư Duyên, Bắc Kinh thì lúc nào chúng ta cũng biết là bên phía Bắc Kinh luôn đổ lỗi cho cái tình trạng bất ổn xảy ra, những gì mà những cái cuộc biểu tình này tiếp tục diễn ra đó là sự xúi dục của cái thế lực ở nước ngoài, chắc chắn là Mỹ và nước Anh. Thì với cái cuộc biểu tình thôi, cho cứ là khoảng 800.000 người đi, thưa luật sư Duyên, thì cái phản ứng từ bên phía Mỹ cho cái cuộc biểu tình này như thế nào, sau khi mà chúng ta biết là Tổng thống Donald Trump ông cũng đã ký trở thành cái đạo luật dân chủ và nhân quyền cho người dân Hồng Kông? Thứ nhất đó là sẽ nói về cái đạo luật dân chủ và nhân quyền. Nhưng mà dĩ nhiên con số, anh Duyên đồng ý với Lê Ngọc là cái con số không có quan trọng. Nhưng mà cái con số 130.000 đó chắc chắn là nó sẽ không có đúng đâu. Quý khán giả cứ nhìn một cái trận football của mình đó, khán giả mà ngồi trên khán đài mà ngồi sát như vậy đó, mà nên nhớ là khán giả mà ngồi trên khán đài là có khoảng trống nha, có ghế rồi xa xa đó, mà một cái sân vận động như vậy vào khoảng 70.000 người, có nghĩa là hai lần cái sân vận động như vậy đó là 140.000 người rồi. Mà cái đó là mình kể luôn cả lối đi, cả ghế này nọ. Còn những cái người mà mặc đồ đen, mà trong những cái hình ảnh mà Lệ Ngọc mới vừa chia sẻ đó, người ta đứng sát với nhau và như vậy mà nó lại kéo dài hàng dặm đường như vậy, thì cái chuyện mà nói rằng là bằng cỡ hai cái sân đá banh đó thì chắc là không phải rồi. Biết con số nó lớn hơn rồi. Nhưng mà một lần nữa, con số không quan trọng. Còn cái quan trọng là cái phản ứng của Mỹ đó. Thì chúng ta nên nhớ là mình chỉ hướng riêng về Trung Quốc thôi đó, thì là cái quốc hội Mỹ trong tuần vừa qua đó làm hai cái dự luật mà chắc chắn là Tổng thống Trump không có vui. Thứ nhất đó là cái dự luật mà dân chủ cho Hồng Kông đó, pass từ Hạ viện qua Thượng viện, dân chủ với Cộng hòa đó, nên là đưa qua tới cái đa số tuyệt đối. Mà như chúng tôi đã nói với quý khán giả đó, là nếu mà đã là cái đa số tuyệt đối đó thì Donald Trump không ký đi nữa, cái đó cũng trở thành luật. Cho nên Donald Trump ký, mà tôi biết chắc chắn là ký miễn cưỡng. Chúng ta nhớ là năm 2017 đó, cái lúc mà Trump mới vừa lên đó, thì Thượng viện với Hạ viện cũng đưa ra cái đạo luật để mà sanction nước Nga, mà đưa ra đạo luật sanction nước Nga mà cũng với những cái đa số áp đảo nữa. Donald Trump không có một cái chọn lựa nào hết á, không ký thì nó cũng thành luật mà thành ra ký. Rồi bây giờ cũng vậy, bên cái vụ mà Hồng Kông này cũng tương tự như vậy đó, là phải ký. Cái đạo luật thứ hai nữa là lên án Trung Quốc về cái vụ mà bắt những cái người Uyghur, những cái người Uyghur đó, tại dịch ra tiếng Việt Nam là Duy Ngô Nhĩ, thì bỏ cái chữ đó đi. Thì họ bắt những cái người Hồi giáo Uyghur vô trong những cái trại học tập cải tạo của họ đó, và họ gọi là chương trình giáo dục đó, thì cũng tất cả là Thượng viện và Hạ viện cũng đã đưa ra cái luật mà với cái đa số tuyệt đối nữa,
cho nên là Trump cũng phải ký nữa. Thành ra hai cái dự luật đó làm cho Trump rất là kẹt, là bởi vì chúng ta nên nhớ là Trump đã hứa với lại Tập Cận Bình trong một cái cuộc điện thoại là nếu mà chúng ta dễ dãi trong cái vấn đề mậu dịch đi đó thì tôi sẽ im lặng cái vấn đề Hồng Kông. Tại sao là im lặng với Hồng Kông để mà lấy cái thỏa ước mậu dịch? Có nghĩa là đi sâu vào cái cuộc đấu đá về thương mại đó, Trump biết rằng đi sâu vào đấu đá thương mại cho tới giờ phút này đó là vì còn hơn là cái nền kinh tế Mỹ nó mạnh quá đi, cho nên ngay cả bất chấp những cái mà đấu đá đi nữa đó thì kinh tế vẫn tiếp tục ổn định. Liệu mà đấu đá đi vào sâu vào 6 tháng nữa, vào gần cái cuộc bầu cử đó, thì cái ổn định nó còn tiếp tục hay không? Mà cho nên Trump muốn có một cái thỏa ước về mậu dịch để ổn định lại cái cuộc đấu đá mậu dịch, để mà đảm bảo cái kết quả về kinh tế tốt nó ảnh hưởng cho cái bầu cử của mình. Mà thì ngay bây giờ đó là muốn, nghĩa là Trump rất là muốn là bên phía bên Trung Quốc phải ngồi xuống. Hôm bữa nói rằng là thông qua cái giai đoạn 1 đó, cái phase 1 đó là nới lỏng cái tariff, rồi thì sẽ tới cái phase 2. Mình không biết là cái phase 1 đó là nới lỏng bao nhiêu không biết, mà còn cái phase 2 đó thì người ta nói là sau hai cái dự luật này có thể là sẽ không bao giờ xảy ra, mình cũng chưa biết nữa. Nhưng mà cái phase 1 mà phía bên Mỹ mình với lại Trung Quốc nói là thông qua để mà giảm tariff đó, bây giờ nó rõ ràng rồi. Tuần trước thì Lệ Ngọc với chúng tôi chia sẻ về cái nói rằng là giảm thuế trên thịt Trung Quốc đó. Trung Quốc giảm thuế trên thịt heo với lại giảm thuế trên đậu nành đó. Thì bây giờ qua ngày hôm sau, ngay cái ngày hôm đó đó là chúng tôi chia sẻ, chúng tôi nói rằng là giảm thuế là thật sự là tại vì ngay bây giờ những cái mặt hàng đó là những cái mặt hàng sinh tử đối với chính quyền của Tập Cận Bình. Tập Cận Bình không có muốn dân là thiếu thịt để mà ăn, thiếu đậu nành, mà nhất là bây giờ là sắp sửa vào trong dịp Tết rồi mà. Mình nói như vậy, phân tích như vậy thì qua ngay ngày hôm sau thôi chứ không có lâu, tin nó tung ra trên tin tức rồi. Nó sợ dĩ mà Trung Quốc là Trung Quốc mà đang giảm thuế thịt này nọ kia là tại vì ngay bây giờ thiếu thịt heo. 1,5 tỷ dân mà đang Tết, cho cái tính giả tưởng tượng coi cái thịt heo nó cần như thế nào. Vậy thì bây giờ đang thiếu những cái mặt hàng đó, cho nên họ nói cái đó là phase 1. Thật sự cái phase 1 nó cũng cho cái lợi ích của Trung Quốc thôi, chứ không phải là cái gì cả, không phải là nhượng bộ gì cả. Nhưng mà chúng ta để xem hai cái đạo luật mà nó dự luật mà bây giờ đã thành luật rồi đó, là về Hồng Kông với lại về Uyghurs đó, là hai cái điều rất là bực bội cho Tập Cận Bình. Mình không hiểu là sao những cái dịp Tết này, sau tất cả mọi sự rồi, cái phase 1 nó có thể tiếp tục hay không. Nhưng mà cho thấy cái một phía đó là thương mại mà một phía là dân chủ. Ngay bây giờ chúng ta thấy là Quốc hội đang đứng về phía những cái giá trị mà Mỹ bảo vệ, có nghĩa là cái giá trị về tự do, về dân chủ cho dân tộc Uyghur, cho dân tộc cho cái thành phố Hồng Kông. Chỉ có riêng Tổng thống Trump thì bây giờ, tức là Tòa Bạch Ốc bây giờ đó, đang gặp khó khăn trong cái chuyện đó, là tại vì nếu mà cứ tiếp tục dằn dai đó thì họ sợ rằng là nó ảnh hưởng tới cuộc bầu cử của họ. Chờ xem coi những cái ngày tới sẽ như thế nào. Nhưng mà riêng về cái người dân Hồng Kông đó, họ đang làm cho chính phủ Bắc Kinh vô cùng rối rắm. Chúng ta nên nhớ là lần trước đó là chúng ta nói là cái ngày Quốc khánh đầu tháng 10 đó, cái ngày Quốc khánh đầu tháng 10, thành ra bên phía bên Bắc Kinh họ chờ đợi, họ xem, thành ra họ không có dám hành động. Bây giờ đó cái đã hơn một tháng rồi, khoảng một tháng một tuần qua cái ngày Quốc khánh rồi, mà cho tới giờ phút này Bắc Kinh vẫn không có một cái giải pháp nào mà cho nó ổn định, cho nó rõ ràng hết đó. Mà chỉ biết là người dân Hồng Kông họ cứ tiếp tục họ đưa ra, họ cho thấy là cái quyết định của họ, họ khẳng quyết hơn, và cái khẳng quyết của họ nó nằm ở trên một điểm rất là nổi bật, đó là họ muốn tự do bầu cử, có nghĩa là họ muốn là cái thành phố Hồng Kông
chọn lên những cái người mà lãnh đạo họ phải là những người mà thể hiện cái ý hướng của họ, chứ họ không muốn là một cái ban lãnh đạo của Hồng Kông mà lại làm theo cái quyền lợi và cái ý hướng của cái Bắc Kinh đó. Thì cái đó là cái mà chúng ta chờ xem sẽ đấu đá như thế nào, nhưng mà rõ ràng là cái cuộc tranh chấp giữa Hồng Kông và Bắc Kinh đó, không có, cho tới giờ phút này người dân Hồng Kông chưa thấy nhượng bộ và Bắc Kinh cũng chưa có một cái giải pháp nào rõ ràng hết. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, thưa với luật sư Duyên, trong tuần này thì không thể nào mà không tường trình đến cho quý vị thính giả ngay trong ngày đầu tuần, ngày thứ hai tuần này, thưa với lại luật sư Duyên, vì có rất nhiều những nguồn tin dồn dập cho biết là sẽ có một cuộc bỏ phiếu diễn ra ở ngay tại Ủy ban Tư pháp Hạ viện về việc luận tội Tổng thống Donald Trump. Thì theo lời tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, đó là ông Jerry Nadler, thì ông nói rằng mà ông còn tự tin là cái bản án mà bên phía Hạ viện, từ bên phía đảng Dân Chủ đang có đối với Tổng thống Donald Trump, thì ông Nadler đã có một cái thái độ rất là lạc quan, và ông cho rằng nếu mà bản án này từ bên phía Hạ viện mà được trình bày trước một bồi thẩm đoàn thì cái kết luận có tội đối với Tổng thống Donald Trump chỉ cần mất có 3 phút mà thôi thì bồi thẩm đoàn sẽ kết tội Tổng thống Donald Trump ngay lập tức. Thì thưa với luật sư Duyên, luật sư nghĩ như thế nào về cái lời tuyên bố của ông Jerry Nadler, trong khi mà chúng ta biết là bên phía đảng Cộng hòa cái sự ủng hộ Tổng thống Donald Trump cũng không kém gì, thưa với lại luật sư Duyên? Thứ nhất là ông Jerome Nadler đó, ông tự tin là bởi vì là Dân Chủ họ nắm được cái Hạ viện mà. Thành ra cái sự tự tin nó rõ lắm. Và nếu bây giờ mình dẹp cái đảng phái ra, dẹp Dân Chủ với Cộng Hòa đi, thực sự nếu mà là một cái bồi thẩm đoàn, mà bồi thẩm đoàn đó cũng được hướng dẫn theo luật đó, nói rằng là nếu mà hội đủ những cái yếu tố 1, 2, 3 gì của luật đó thì là sẽ có tội đó. Thì thưa quý thính giả, đúng như ông Jerome Nadler đó, là không có cần bàn luận lâu nữa, chỉ trong vòng 3 phút là cái bồi thẩm đoàn đó nói là Donald Trump có tội, cái đó mình biết. Còn bây giờ cái vấn đề còn lại đó là mình không phải là một cái bồi thẩm đoàn mà dựa theo luật nữa, mà bây giờ mình đang nói cái một bên là Dân Chủ, bên Cộng Hòa. Thì ở Hạ viện Dân Chủ đang chiếm đa số, cho nên yes cũng 3 phút là xong thôi. Cái vấn đề còn lại là bên phía bên Cộng Hòa đó, tôi mỗi một lần mà tôi nghe mấy cái tay bên Cộng Hòa mà nói đó, thì tôi phải nói là mấy ông dùm làm ơn cho tôi cái lý luận đi. Thì một tay bên Cộng Hòa nói như thế này nè, đó là cái hồi đó mà impeach Tổng thống Bill Clinton đó, thì cái số dân biểu của Dân Chủ đó cũng tham gia với Cộng Hòa và quyết định là impeach, tức là có bipartisan. Còn bây giờ đó là hoàn toàn không có một cái người Cộng Hòa nào đi theo Dân Chủ hết, không có bipartisan. Như vậy thì tại sao mà chúng ta lại làm như vậy? Thì cái việc làm của chúng ta đó là không có hợp pháp, là ngay bây giờ là chúng ta không có cái ủng hộ hai đảng, tại sao bây giờ chúng ta chỉ có một mình Dân Chủ muốn impeach Tổng thống thôi? Thì nghe như vậy, mới vừa nghe mình thấy nó hợp lý lắm. Cái hồi đó ông Bill Clinton đáng bị lắm, là tại vì cả hai đảng đều thấy ông sai, còn bây giờ chỉ có mình đảng Cộng Hòa, chỉ có mình đảng Dân Chủ thôi, đảng Cộng Hòa không thấy ông Trump sai, thì tại sao mà ông Trump lại bị impeach? Mà cái đó là cái biện hộ của họ. Tôi vừa nghe xong tôi có câu trả lời liền, tại mà tôi tức là cái người mà gọi là host cái chương trình đó là cái bà Joy Reid của bà Joy Reid của MSNBC đó. Thì bà nghe cái tay kia nói mà bà không có, bà tay kia cũng là một cái người strategist của cái đám Trump đó, thì nói một cách ngon lành bây giờ không có bipartisan. Thưa quý thính giả, bây giờ mình chia sẻ với nhau để mình hiểu nè, cái mà mình gọi là bipartisan đó là mình hỏi cái thời nào. Cái thời mà Tổng thống Nixon hay là cái thời của Tổng thống Bill Clinton đó, mình phải nói là ít ra chính trị gia lúc đó họ còn cái lương tâm, họ còn nghĩ tới cái bản hiến pháp, họ nghĩ tới cái nền dân chủ, họ nghĩ tới nước Mỹ. Còn bây giờ với thời gian đó, cái không khí chính trị nó thay đổi, nó bị phun độc đến mức độ mà
người ta nó, những cái tay mà Cộng hòa mà còn vẫn còn tiếp tục ủng hộ Trump, nó cho thấy là họ dục cái lương tri của họ vô trong thùng rác rồi, họ chỉ còn sợ mất ghế thôi, họ chỉ còn, thành ra họ nói những cái điều mà nó hoàn toàn nó buồn cười đó mà họ vẫn nói như thường. Thành ra cái bây giờ mà, thành ra tôi cho, nếu mà nói cái bipartisan đó thì tôi phải nói là cái không khí chính trị thời Bill Clinton với thời Nixon đó, tôi còn cho cái credit là người ta còn bỏ phiếu theo cái lương tri của mình. Còn bây giờ đó, mấy ông bỏ phiếu mà mấy ông bỏ phiếu một cách càng không có một cái lương tri gì hết, thì cái đó là cái tội, là cái tội của mấy ông, chứ không phải là cái tội là không có bipartisan. Quý thính giả nghĩ xem, khởi đầu á thì là nói rằng là no quid pro quo, cái xong cái chứng minh quid pro quo rồi cái người ta vô luận tội á, thì nói rằng là không có cái floor vote, là không, cả cái hạ viện không có đưa ra sàn hạ viện để mà bỏ, bà Pelosi bà mới đưa ra để mà bỏ phiếu. Rồi tiếp tục sau khi có cái nghị quyết rồi, cái tiếp tục đó thì nó là không có công bằng, là tại vì mình điều tra mà trong phòng kín, tấn công các cuộc điều tra, thì qua ngày hôm sau người ta nói kể từ đây là công khai, thì đưa ra công khai thì nó không công bằng, là tại vì không có mời bên tòa Bạch Ốc. Tới chừng người ta mời tòa Bạch Ốc thì tòa Bạch Ốc không tham gia. Cái đó Mỹ nó gọi là cái moving target đó, tức là hễ mà người đòi một, người ta đưa một cái nói không có, nhưng mà không có điều hai, điều có điều hai rồi nhưng mà không có điều ba đó, thì cái moving target nó chứng minh cái gì? Nó chứng minh là những cái biện hộ của mấy ông là bullshit. Nghĩa là mỗi một lần mà mấy ông đưa ra biện hộ mà người ta đánh bại cái lý luận, đánh bại cái biện hộ của mấy ông lại đổi đi cái ra những cái lý do khác. Cho nên cái chuyện mà nói rằng là bipartisan đó, nó không xảy ra đó, là tại vì cái lũ mà chính trị gia Trump bây giờ nó bullshit, chứ không phải là nó, tức là nó đi ngược cái lương tâm của nó đi ngược bản hiến pháp, nó đi ngược nền dân chủ, chứ đừng có đổ thừa là vì không có bipartisan là không có đủ để truy tố Trump. Trong vòng 3 phút thôi, những cái ủy ban mà họ còn lương tri đó, họ sẽ tố cáo Trump liền tức khắc thôi. Thì đó là cái vấn đề mà xảy ra như vậy. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cũng biết là như Lê Ngọc mới vừa nói đó, thì sẽ có cái bên phía bên cái report nó sẽ đưa ra, thực sự cái report nó đưa ra hôm thứ Bảy rồi, thì nói rằng là ba cái chính là, thứ nhất là abuse power, tức là lạm quyền trong cái vụ mà dùng cái quyền lực của mình để mà là lấn áp Ukraine, đó là một cái thứ nhất. Cái thứ hai, một cái tội thứ hai nữa là cản trở quốc hội trong cái chuyện mà ngăn cản những người nhân chứng, làm phiền mấy người, những người nhân chứng và từ chối không có giao trả những tài liệu đó mà. Thì cái đó là một cái cản trở quốc hội rồi. Và trong 52 trang đó, họ nói rằng là Tổng thống đã bị gọi là phản quốc nè, treason nè. Không, họ không nói Tổng thống là phản quốc, tôi xin lỗi. Họ nói rằng là dựa theo cái hiến pháp đó thì ba cái tội là treason, bribery với lại high crimes and misdemeanor đó, thì đã dính cái chữ bribery với lại cái high crimes với lại misdemeanor, chứ không có nói tới cái chữ không có nói tới cái treason. Thành ra trong cái tweet của ông Jerome Nadler đó, ông nói rằng, ông tweet ra, ông nói là nếu mà giả sử mà mấy cái người mà cha già dân tộc đó, thì đây là cái giấc mơ, cái ác mộng kinh hoàng của những cha già dân tộc đó, là tại vì chúng ta đang chứng kiến cái abuse of power, tức là lạm quyền, betray national security, tức là phản bội lại cái an ninh quốc gia trong cái vụ Ukraine đó, và phá hoại cái cuộc bầu cử của chúng ta. Tất cả những cái điều làm tầm bậy đó chỉ là cho những cái quyền lợi, cái personal gain của Donald Trump mà thôi. Do đó họ mới đưa ra họ impeach. Tất cả những cái bằng chứng ngày hôm nay mới là sẽ được trình bày, và chúng ta biết rằng là ngày hôm nay sẽ có luật sư của Dân Chủ, luật sư của Cộng Hòa, rồi luật sư của cái ủy ban mà tư pháp đó. Tất cả những luật sư đó sẽ đều có mặt và sẽ đều trình bày, dĩ nhiên. Trong cái trình bày có nghĩa là có cái tranh biện đó, thì mình cũng biết cái tranh biện nó sẽ như thế nào rồi. Nhưng mà
ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đón nghe cái việc đó mà. Thì chỉ một chút xíu thôi, anh em chúng tôi xuống cái chương trình thì quý thính giả đã có thể theo dõi cái hearing ở bên ở Quốc hội rồi. Với lại mượn cái câu hỏi này để mà trả lời một chút xíu. Khi mà trong mấy ngày hôm qua đó, mấy ngày nay đó, thì chúng tôi có nhận một vài câu hỏi của quý thính giả mà hoàn toàn là có tính cách luật pháp thôi. Cho nên tôi chỉ nói luật chứ tôi không có xem như là không có đứng về cái hướng nào trơn. Thì cái câu hỏi là gì nè, tôi hôm bữa là luật sư Duyên có nói mấy ông bác sĩ đó, là đưa mấy ông bác sĩ tâm thần đưa ra nói tổng thống Trump là bị tâm thần đó. Thì cái thí dụ cái bản đó mà nó có giá trị đó, thì mà biết là tổng thống Trump có cái bị tâm thần đó thì có đủ cái điều kiện để mà luận tội và bị truất phế vì cái chuyện đó hay không? Thì đây là cái câu trả lời nè, là chúng ta nên nhớ là cái việc mà một vị tổng thống mà không đủ cái sức khỏe về tinh thần, không có đủ tốt để mà bị truất phế đó, thì nó không có nằm qua cái thủ tục impeachment, mà nó qua nó gọi là cái tu chính án số 25 đó. Thì cái điều 4 ở trong cái tu chính án số 25 đó, nó nói rất là rõ, nó nói là nếu mà ông phó tổng thống, tức là trong trường hợp này là ông Mike Pence đó, nếu ông phó tổng thống và đa số của những cái nhân vật trong nội các đó mà họ đồng ý, mà họ vote, và đồng thời họ mới gửi cái quyết định của họ là tổng thống của mình không có còn đủ khả năng để mà làm nhiệm vụ tổng thống nữa đó, thì có thể họ sau khi họ vote xong, họ đưa cái kết quả qua bên cho thượng viện với hạ viện đó. Trong trường hợp này thì thượng viện là cái ông Grassley đó, còn hạ viện là bà Pelosi đó, đưa qua, nếu mà đưa qua tới hai nhân vật đó thì mà bên phía Quốc hội họ đã nhận được rồi và họ đồng ý đó, thì lập tức ông phó tổng thống sẽ làm tổng thống liền. Thành ra cái việc mà nếu mà ông tổng thống không về mặt trí tuệ mà không có đủ, còn không còn đủ trí tuệ để mà làm cái chức vụ tổng thống của mình đó, thì cái quyết định không phải là impeachment nữa, không có luận tội nữa, mà phải là do ông phó tổng thống và nội các của chính tòa Bạch Ốc, nếu mà có đa số quá phần nữa đó, họ vote đó, thì tổng thống sẽ bị remove. Thì tôi giải thích thôi, nhưng mình biết cái chuyện đó nó không có xảy ra rồi. Thì cái câu hỏi mà tiếp theo của vị thính giả đó là nói rằng là thôi thì bây giờ cái chuyện là như vậy. Còn bây giờ trở lại, nếu mà giả sử ông tổng thống của mình đó mà bị gọi là thí dụ cái bản mà lượng định về tinh thần mà nói là tổng thống không đủ tinh thần á, thì có thể dùng cái đó để mà làm biện hộ, đó là giống như mình đi ra tòa đó, một cái người mà bị thần kinh hay là bị điên khùng gì đó thì đi ra tòa sẽ được nói là vô tội. Thì giả sử một tổng thống mà tinh thần mà bị như là không có ổn định như vậy đó, thì cái đó có thể là một cái lý do để mà xóa tội hay không? Thì cái câu trả lời là tùy. Thứ nhất là yes, bây giờ thì là một vị tổng thống ngay bây giờ thì ổng là ổng không đủ khả năng, mình nói thí dụ là ổng không đủ khả năng ổng làm ngay phút này. Nhưng mà cái lúc mà ổng làm những cái hành động trước đó đó, cái hồi mà đi qua liên gật cử người qua Ukraine hay là làm những cái việc mà lũng đoạn một cái quốc gia khác cho cái lợi riêng của mình đó, lúc ổng làm thì ổng còn tỉnh, bây giờ thì ổng mới không còn đủ cái khả năng trí tuệ. Thì nhiều khi cái vấn đề không đủ khả năng trí tuệ đó không có dùng để mà làm biện hộ cho ổng trong những cái vụ mà gọi là truy tố hay là đưa ra luận tội được mà. Thì đó là tôi chỉ giải thích về vấn đề luật pháp thôi. Tất cả cái điều đó không có nghĩa là mình kết luận là tổng thống bị vấn đề tâm thần. Cái chuyện mà tổng thống có tâm thần hay không đó là do mấy ông bác sĩ, mà giống như tôi đã phân tích trong cái chương trình trước rồi đó, những cái phân tích của các ông bác sĩ đó nó không có đủ cái cơ sở về pháp lý. Muốn truất phế phải là ông phó tổng thống và đa số của cái nội các. Trở lại với Lê Ngọc.
Dạ vâng, thưa với luật sư Duyên, khi mà nói đến cái vấn đề mà luận tội rồi cho rằng một trong những cái cáo trạng mà đối chống đối với lại Tổng thống Donald Trump là vấn đề ông cản trở công lý, ông ngăn chặn những nhân chứng để mà ra điều trần trước Quốc hội, thì rất là bất ngờ trong ngày thứ Bảy, Tổng thống Donald Trump ông lại lên tiếng là ông cho biết là luật sư riêng của ông, đó là ông Rudy Giuliani, muốn điều trần trước những nhà điều tra luận tội ở tại Quốc hội về cái chuyến đi gần đây nhất của ông Giuliani tới Ukraine. Thì thưa với luật sư Duyên, trong khi đó chúng ta, những cái tin tức mà chúng ta nhận được ở cả hai phía, thì khi mà ông Jerry Nadler ông lên tiếng thì ông nói là có quá nhiều những cái bằng chứng, một cái số lượng đáng kể, và đây là những cái bằng chứng trực tiếp để mà cho thấy rằng là Tổng thống Donald Trump hay là những người trong đảng Cộng Hòa không nên nói là bên phía Dân Chủ không có đủ bằng chứng trực tiếp. Và đây là những bằng chứng mà họ có được chính từ Tổng thống đã ra lệnh cho tất cả những người trong cái nhóm thuộc cái nhánh hành pháp không hợp tác với Quốc hội trong cuộc điều tra luận tội. Và cái lời kết mà ông Jerry Nadler ông trả lời là ông nói rằng là sẽ luận tội Tổng thống, vì nếu mà chúng tôi luận tội Tổng thống, chúng tôi sẽ làm như vậy căn cứ vào những bằng chứng, những lý lẽ đầy đủ để mà bảo vệ cho nền Cộng hòa Dân chủ của nước Mỹ. Mặc dù cũng có rất nhiều những câu hỏi, và ngay cả một số quý vị thính giả thường thường cũng hay nhắn tin vào cho Lệ Ngọc và hỏi rằng là nếu mà Dân Chủ đã biết là họ không có bên đảng Cộng Hòa, hay là bên đảng Cộng Hòa chống đối, họ không được một cái phiếu nào từ bên phía Cộng Hòa ở ngay tại Thượng Viện, thì tại sao họ vẫn tiếp tục, họ vẫn điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump? Nhưng có một cái câu trả lời trước tiên mà Lệ Ngọc gửi đến cho quý vị thính giả đã nhắn tin vào từ ông Jerry Nadler, thì ông cho rằng là tùy bên phía đảng Cộng Hòa quyết định họ muốn là người yêu nước hay là người trung thành với lại đảng Trump. Thì với đảng Trump hay là đảng Cộng Hòa, luật sư Duyên có một cái lời nhận định nào trước khi mà chúng ta tạm biệt với lại quý vị thính giả trong ngày hôm nay? Thì có hồi nãy trong một cái phần trình bày mình cũng đã có nói rồi đó. Tức là bên phía bên đảng Cộng Hòa họ nói là so với cái thời Bill Clinton với Nixon thì còn có bipartisan, bây giờ không có. Thì cái câu trả lời là sở dĩ mà không có một cái phiếu nào của đảng Cộng Hòa là tại vì các ông đã bán linh hồn cho quỷ, chứ không phải là cái sự việc. Cái sự việc đó là rất là rõ ràng. Mấy ông nhìn cái sự việc rõ ràng đó mà mấy ông vẫn bỏ cái lá phiếu cho ma quỷ, thì cái chuyện đó là chuyện của mấy ông. Chúng tôi vẫn làm, và lịch sử sẽ ghi lại là một cái đám gọi là được dân bầu lên như vậy đó, mà tới giờ phút đó đó họ bán linh hồn cho ma quỷ, họ bỏ một cái lá phiếu mà họ biết rằng là cái lá phiếu của họ sai, họ vẫn bỏ. Thì đó là cái câu trả lời hồi nãy mình trả lời rồi. Thành ra bây giờ cái lũ mà bán linh hồn cho quỷ nó càng lúc càng đông. Mà mình trở lại cái chuyện mà ông Giuliani mà ông nói là ông đi qua, cái điều kỳ lạ là người ta đang tố cáo là Donald Trump và cái bộ sậu đã đi qua bên Ukraine để mà thứ nhất phá hoại cái tòa đại sứ Mỹ ở bên Ukraine, làm một cái đường dây ngầm rồi mà theo cái kiểu mafia, rồi người ta nói là lũng đoạn như vậy, tất cả những cái bằng chứng như vậy. Thì bây giờ Giuliani lại tiếp tục đi làm cái điều đó, mà khi Giuliani tiếp tục đi làm điều đó có nghĩa là mình cho cái bằng chứng nóng, mà những cái evidence mà hot nữa, hôm bữa gì nó còn lờ mờ nhưng mà bây giờ tôi đưa luôn bằng chứng là tôi đang làm cái chuyện đó. Chính vì như vậy mà những cái dân biểu Cộng Hòa, nghị sĩ Cộng Hòa bây giờ được hỏi ra đều nói là cái đó là weird. Mà hỏi Bill Barr thì Bill Barr cũng nói rằng là Giuliani đó là đang làm hại cho Tổng thống chứ chả có cứu gì cho Tổng thống hết. Mình nghe Cộng Hòa họ nói như vậy nó ngon lành lắm. Vậy chứ bây giờ biểu là bỏ phiếu thì họ cũng sẽ bỏ phiếu no. Tức là bởi vì cái linh hồn của họ đã bán mẹ nó cho quỷ rồi. Thành ra đừng có nói trong một cái không khí mà nó kỳ quặc như thế này đó, mà nếu mà không có cái bipartisan, có nghĩa là không có cái ủng hộ của hai đảng đó, thì cái lỗi đó là tại vì lỗi cái linh hồn của các ông bán cho quỷ rồi, chứ không phải là thiếu yếu tố. Những cái yếu tố, những cái bằng chứng như Lệ Ngọc chia sẻ hồi nãy đó, chỉ cần 3 phút thôi một người trung bình cũng đã kết tội tổng thống rồi. Thành ra tôi mới nói rằng là ủa cái đầu óc của mấy cái tay đảng Trump này bây giờ như thế nào, trong cái óc mình nó chứa cái gì.
Nếu mà mình để một con bọ hung mà nó quậy nát cái óc mình hết là đầu óc mình toàn là chứa xịt ở trong không chứ không có óc nữa. Đại khái nó như thế. Một cái người bình thường, cái đầu óc bình thường mà chứa những cái thứ thơm tho, những cái trí tuệ đó, bọ hung nó không có vô. Chỉ có bọ hung chỉ vô khi nào mà nó có cái mùi xịt nó mới vô thôi. Thì cái lũ đảng Trump này nè, tôi rất là không muốn xài cái chữ đảng Cộng Hòa cho cái lũ này nữa. Thì cái lũ đảng Trump này, cái đầu toàn là xịt ở trong đó không à. Trở lại với lời ngọc. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta thấy rõ ràng là vào những ngày cuối năm trong tháng 12 của năm 2019, đó là một năm mà có quá nhiều những cái sự biến cố đối với Tổng thống Donald Trump. Như vậy thì bước qua năm mới, cái năm bầu cử của năm 2020, thì Tổng thống Donald Trump ông sẽ làm gì để mà thật sự ông có thể tìm kiếm được một cái điều mà ông mong muốn? Đó là tiếp tục để làm chủ nhân của tòa Bạch Ốc để mà ông chiến thắng trong cái nhiệm kỳ thứ hai hay không, hay là điều này sẽ ngày càng trở nên xa vời? Thì thưa quý vị, Lê Ngọc thấy đó chính là cái quyết định của chính mọi người chúng ta, của cử tri của Mỹ. Tạm biệt quý vị thính giả và tạm biệt luật sư Duyên. Hẹn gặp lại vào lần tới, thưa luật sư Duyên. Xin chào và xin hẹn vào chương trình thứ tư.